nay đại đế giới thiệu đến các bạn shop mà đại đế hay mua Roblox. Các bạn hãy nhập mã đại đế để được khuyến mãi nhé. Thậm chí còn có cơ hội sở hữu trái mochi leo bát vĩnh viễn và cả tộc V4, nơi diễn ra những vòng quay nổ hũ robux lên tới 8.000. Tiếp theo là danh mục cày thuê và shop còn bán các robux các loại. Chưa hết shop còn bán luôn game tự động Simulator X. Chỉ cần 10.000 tiền ăn sáng là bạn có thể mua được 12 tỷ kim cương rồi đường link shop mình để dưới phần mô tả. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy ghé qua shop nhé. Chàng trai này trong một đêm đói bụng nên đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, thì bất ngờ từ bên trong mọi người đang ồ ạt chạy ra ngoài. Một cô gái cũng vì pha phải cậu mà ngã xuống. Đúng lúc tên cướp đang cầm dao phi ra ngoài, cậu muốn bỏ chạy nhưng thấy hai cô gái đang quỳ dưới đất liền lao đến chặn tên cướp lại. Chưa kịp bảo hai người chạy đi thì những giọt máu đã chảy xuống. Cậu đã bị cây dao đâm trúng, tên cướp vừa nhìn thấy thì sợ hãi bỏ chạy. Cậu nghĩ rằng chẳng lẽ rằng mình lại chết như vậy sao? Khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng. Cô hầu gái lao đến gọi cậu là Cain. Nhìn vào chiếc gương y bên cạnh thì cậu hưởng hốt người này là ai? Hai người bên cạnh nói rất lo lắng vì cậu đã nằm bệnh suốt một tuần. Sau khi hai người đi thì cậu bắt đầu xác nhận lại. Tình huống này giống hệt như chuyển sinh trong tiểu thuyết. Cain còn mở quần ra xem thì đúng lúc cô hầu đi đến. Cứ tưởng tè dầm nên cô tuột quần xuống khiến cậu đỏ hết cả mắt. Lúc cậu được cô đút ăn cho thì bế lên du cậu ngủ. Cain vô cùng ngượng vì mình đâu còn là trẻ con. Cậu cũng nắm bắt được thông tin ở đây. Cậu là Cain 3 tuổi. Con trai của Gam và mẹ cậu là Saza. Cậu còn có chị gái Zein. Cha cậu có thêm người vợ cả nữa. Cô ấy có hai người con trai là Dan và Alex. Cô nghĩ cậu là con trai thứ ba trong nhà. Cha cậu là bá tước thuộc tầng lớp quý tộc. Trong phần lãnh thổ của ông có cả một khu rừng đầy rẫy yêu quái. Cain vô cùng thích thú vì ở đây người ta sử dụng kiếm và phép thuật. Cain đã bắt đầu bằng cách học viết ngôn ngữ ở thế giới này. Cậu cũng không hối tiếc gì thế giới trước vì cậu không có người thân nào. Cain đã để nói với mẹ chuyện mình muốn học ma thuật. Cha cậu cũng vui vì cậu là con thứ ba không thể thừa kế gia tộc. Vì vậy học phép thuật bảo vệ chính mình cũng ổn. Cho đến khi cậu lên năm thì Cain phải tự học thông qua sách. Nhưng không ngờ cứ nghĩ khó nhưng cậu chỉ làm một lần đã làm được. Trong khi đang thử thi triển phép lại nhưng vì quá tay mà lửa vô cùng lớn. Cain đang cố giấu cô người hầu, đột nhiên chị gái dê in lẻn vào lúc nào không hay. Cô cười một cách nham hiểm muốn dạy cậu về thế giới bên ngoài. Vị vua đầu tiên vào 300 năm trước đã tạo ra đất nước này là một nhà thám hiểm. Anh ta có tên là Zuza, Cain vừa nghe thấy nghĩ rằng có lẽ người này cũng là người Nhật. Cô còn kể rằng ở thế giới bên ngoài có tộc yêu tinh người lùn và thú nhân. Còn có cả những thú bông khổng lồ, làm Cain rất mong muốn ra ngoài. Hai năm đã trôi qua, hôm nay là ngày cậu đến nhà thờ để làm lễ rửa tội. Trên đường đi Cain thấy mọi thứ ở đây khác xa với trái đất. Lúc cậu hỏi về phép thuật của chị gái thì cô đã mở bảng thông số cho cậu xem. Ở trên đó có đầy đủ thông tin chỉ số. Còn có cả dòng sở thích là bị ám ảnh Cain, khiến cô ngại ngùng che đi. Dê in được nhận phước lành của ma thần cấp 2. Ma thuật được chia làm 5 cấp, cấp càng cao thì sẽ càng mạnh mẽ. Nhà thờ mà họ đến có 7 vị thần tôn thờ, dễ lửa tội đã nhanh chóng được bắt đầu. Sau khi Linh Mục đọc một đoạn sơ thì tiếng cười cùng với ánh sáng xuất hiện sau đó Cain đã được dịch chuyển đến một cái bàn với bảy người kỳ lạ. Họ nói mình là bảy vị thần của thế giới này. Ông thần sáng tạo đã bảo Ly Me thần luân hồi kể cho Cain nghe. Thực ra ở trái đất cái chết của cậu không được sắp đặt như vậy. Theo đúng lý thuyết thì tên cướp lao đến vấp đã ngã xuống, rồi bị người dân bắt lại. Vậy mà cậu lại lao lên đỡ cú dao, khiến cho Cain tuyệt vọng vì mình lại chết lãng xẹt như vậy. Vậy nên thần trái đất đã bảo cô chuyển sinh cậu sang thế giới này. Những ký ức về việc thay tã bú sữa sẽ khiến cậu ngại nên đến năm cậu 3 tuổi họ mới đưa ký ức kiếp trước của cậu vào. Cain cũng cảm ơn mọi người vì hiện tại cậu sống cuộc sống rất vui vẻ. Thần phép thuật đã đi đến nói sẽ chúc phúc cho cậu. Thần sáng tạo và thần chiến tranh cũng bảo sẽ chúc phúc. Ngay sau đó thần kỹ năng thần thương nghiệp và thần của đất cũng đến chúc. Thời gian cũng đã hết, họ bảo cậu hãy kiểm tra ngay sau khi quay về. Khi cậu tỉnh lại cha cậu hỏi cậu được bao nhiêu vị thần chúc phúc. Cain liền giả vờ đau bụng mà chạy ra ngoài, vừa mở bảng trạng thái ra cậu liền giật mình vì cấp độ tối đa ở đây là 5 mà các vị thần lại bút quá tay lên 10. Cũng may có sức mạnh sáng tạo nên cậu đã xử lại thông tin che giấu. Vào buổi ăn tối, lúc cha hỏi cậu đã mở bảng trạng thái ra, ông liền giật mình khi cậu được 7 vị thần chúc phúc, hơn nữa năng lượng lại đạt khốc tối đa. Người thường sẽ khoảng 10.000 mà cậu mới 5 tuổi đã hơn 30.000. Gam liền bảo đừng để chuyện này truyền ra ngoài nếu không quân đội sẽ lợi dụng cậu. Cain quay về phong cầm cuốn sách ma thuật, cậu liền ra sân thử phép triệu hồi, cứ nghĩ sẽ là con gấu dễ thương nhưng triệu hồi ra lại là con quái vật. Dê in cùng người bạn hoảng sợ khi nhìn thấy. Ca in liền sử dụng hỏa cầu lao đến liền bị nó bắt lấy. Cậu không muốn mọi người phải khóc nữa liền dùng phép thu hồi nó lại. Đúng với lời hứa của mình, cha cậu đã thuê gia sư dạy cho Ca in. Cậu vô cùng vui mừng không biết người đó như nào. Nghe tin gia sư đến cậu liền dịch chuyển ra bên ngoài. Vô tình ngã lao xuống cặp đùi của gia sư. Ca in chán nản vì đã phá hỏng buổi gặp mặt đầu tiên. Vào trong nhà hai gia sư đã giới thiệu tên mình. Cô gái tóc đỏ này là Milly mạo hiểm giả bậc đê. Cô gái bên cạnh là Nina. Cain đã nhìn thấy cô ấy là tộc yêu tinh. Hai người trong ba năm đến sẽ dạy cậu bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Milly bảo cậu hãy vung kiếm để cô kiểm tra. Không ngờ cậu liền dùng liên hoàn kiếm khiến cô bất ngờ. Cô bảo cậu đấu tập thử. Thì càng bất ngờ hơn vì Cain đánh rất chuyên nghiệp khiến cô không kịp thở. Cô bảo Nina hãy dạy phép thuật. Cain đi đến bảo mình đã học những phép thuật cơ bản từ trong sách. Cậu liền thị phạm biến ra những loại phép thuật khác nhau. Nina cũng giật mình vì dùng ma thuật không niệm chú rất khó. Hơn nữa cậu còn dùng được các nguyên tố, ngay cả những hiền trích cùng không làm được, cả hai không biết dạy cậu thêm gì nữa. Sau đó Cain còn lấy ra thêm hộp vật phẩm nữa làm họ xỉu ngang, họ nói không biết dạy thêm gì. Thì Cain nói cùng ra ngoài học ngoại khóa, cậu chưa từng ra ngoài ngoại trừ đi nhà thờ, hai người đã đồng ý và đến xin cha. Ông cũng bó tay vì biết con mình sẽ vượt ngoài tưởng tượng, nên đã đồng ý cho cậu ra ngoài học, vừa ra khỏi cổng thành Cain đã rất háo hức. Đi được một đoạn đủ, Sanina bảo cậu dùng ma pháp trung cấp tấn công tảng đá trước mặt. Cain liền đồng ý tạo ra từng lửa lao đến. Vụ nổ diễn ra khiến cho khoảng đất ở đó nổ tung. Nó còn vượt xa cả ma pháp trung cấp. Milly hỏi cậu tiêu hao nhiều ma lực vậy không thấy mệt sao? Nhưng cậu có lượng ma lực khủng khiếp đâu biết mệt là gì. Bỗng dưng hai người cảm nhận có thứ gì đó đang đến. Từ trong khu rừng một con thỏ sát nhân đã lao ra. Nó liền né cú chém của Mili rồi chuyển hướng sang Cain. Không ngờ cậu đã dùng phong đạn giết chết nó. Con quái đầu tiên nên cậu muốn cho em gái và mẹ thấy nên đã thu thập nó vào hộp vật phẩm. Milly và Nina cũng rất muốn có hộp như vậy nên đang để dành tiền mua. Những túi ma thuật được bạn ở chợ không chứa đồ vô hạn nhưng cũng chứa được thứ cần thiết. Tiếp tục buổi học Nina đã dùng ma thuật tìm kiếm xung quanh. Cô cảm thấy có ba con ở 300 mét phía trước. Cain cũng muốn học nên thử thì không ngờ được luôn. Hơn nữa cậu còn có thể xác nhận số lượng chính xác của chúng. Ba người đã lao vào tiêu diệt chỉ còn một con. Khi Cain định đuổi theo vào rừng thì bị Milly ngăn lại. Cô bảo ở trong rừng đó có rất nhiều quái vật sinh sống. Cứ vài chục năm chúng sẽ tập hợp lại rồi đi bạo động ở thành phố. Trời cũng đã tối nên họ về nhà. Cain mở bảng chỉ số ra xem thì không ngờ lại tăng gấp 100 lần. Cậu sợ sẽ bị các nhà khoa học săn lùng. Vì thỏ sát nhân không phải đối thủ của cậu nên Milly và Nina dẫn cậu đến hội mạo hiểm tìm xem có nhiệm vụ nào hợp lý không. Ở đây vô cùng náo nhiệt, cô gái tiếp nhận họ là Judy một thú nhân xung quanh đây chỉ có một loại mạnh hơn thỏ sát nhân là chó sói một tên mạo hiểm ra to con đi đến khinh thường hai người danh cờn cỡn đang trông trẻ em hắn dựa vào mình danh xê nên hóng hách bảo hai người đến rót rượu cho mình mili cũng bị đồng bọn hắn bắt lại khi hắn định dở trò sàm sỡ thì Cain ngăn lại nói mình cần được hai người họ dạy tiếp cậu vừa đánh vào tay một cái đã khiến tên đô con đau đớn lan ra hắn tức giận định đấm thì bị cậu di chuyển ra phía sau quật ngã hắn liền cay cú cầm lấy thanh kiếm nhưng dù có chém thế nào cũng không trúng Cain giã hai ngón bắt lấy thanh kiếm đá đít hắn ra ngoài, hai tên đồng bọn cũng chịu chung số phận, Nina liền đi đến ôm lấy cảm ơn cậu vì đã cứu họ. Ba người tiếp tục hướng đến khu rừng để học. Thời gian thấm thoát thoi đưa Cain đã lên 8 tuổi. CVA đã thông báo rằng Nina và Milly đã từ chối gia hạn hợp đồng dạy cậu vì họ biết không còn gì để dạy nữa. Quãng thời gian qua rất vui nên cậu muốn cái túi ma pháp, ngay trong đêm cậu đã dịch chuyển vào rừng. Milly thích túi đỏ nên cậu tìm đến con OC có da đỏ. Còn Nina thích màu xanh cậu liền tìm đến con rồng đất. Những binh lính khi thấy động tĩnh trong rừng thì nghĩ đám quái vật lại bảo động. Gam liền dẫn quân sông vào nhưng lại bất ngờ vì ở đây ngoài một cái hố lớn thì không có gì. Đã đến buổi học cuối cùng của họ, Cain cảm ơn rồi lấy ra hai cái túi ma pháp mình đã làm. Cả hai đều giật mình vì OC đỏ và rồng đất là quái vật nguy hiểm. Ngay cả đội quân danh A cũng khó đánh lại. Cain bảo túi này cũng khá bình thường chỉ chứa được một căn biệt thự cả hai liền đứng hình vì túi xịn chỉ chứa nhiều nhất được một chiếc xe ngựa. Đây đã thuộc loại bảo vật quốc gia. Hai người đã đến hôn cậu để tạm biệt. Những ngày sau đó Cain đã tự đi săn quái vật một mình. Cậu lại quái tay giết luôn cả rồng, ma lực tăng lên đến 80 triệu. Vì cũng đã 10 tuổi nên Cain đang cùng gia đình đến Kinh Đô để tham dự buổi ra mắt. Đây là một sự kiện không thể từ chối của các quý tộc. Chị gái Zein đang rất mong cậu cùng vào học viện, nơi mà 12 tuổi là được học. Họ còn phải đi thêm một tuần nữa mới đến nơi nếu như không gặp quái vật. Cain liền dùng phép tìm kiếm. Cậu nhận phía trước 3 km có một đống quái vật đang bu lấy vài người. Cha cậu liền bảo hai hộ vệ đi trước để hỗ trợ, nhưng nếu như vậy sẽ không kịp. Cain liền mở cửa xe rồi dùng phong ma thuật chạy còn nhanh hơn cả hai hộ vệ. Ở trước đó đám OC đầu lợn đang giết những hộ vệ hộ tống cỗ xe ngựa. Khi con OC lao đến thì Cain đã kịp đến nơi. Cậu liên tục chém đôi đám quái vật, nhận thấy một đám đang định tấn công hai binh sĩ. Cain liền rút kiếm ra chém chúng làm đôi, chỉ còn một con cuối cùng cậu liền né cú đánh của nó, rồi dùng hỏa kiếm tiêu diệt, hai binh sĩ cũng rất đề phòng Cain, thấy những binh sĩ đã bị thương nặng cậu liền dùng phép chữa trị chữa vết thương cho họ, còn những người đã chết ở đằng kia thì cậu để họ vào hộp vật phẩm, khi cha cậu đến nơi thì mọi việc đã ổn thỏa, vừa nhìn vào huy hiệu trên xe ngựa thì ông giật mình vì đây là xe của công tước, cánh cửa mở ra thì hai cô gái đi trước, đây là công chúa Telet và tiểu thư Siêu hai người liền quỳ xuống chào hỏi, đột nhiên công chúa liền đau đầu ngã xuống. Cain sau khi được sự đồng ý của hai người thì đã dùng phép hồi phục tinh thần. Hai người liền vui vẻ trở lại, mọi sự sợ hãi cũng đã biến mất mà vui vẻ như đang trong vườn hoa. Công chúa tiến đến cảm ơn vì lúc nãy đã cứu họ. Hai người rất hâm mộ sự mạnh mẽ của cậu mà bắt đầu tranh giành nhau. Khi biết cậu sắp đến kinh đô thì liền bảo cậu cùng đi xe ngựa với họ. Cain cầu cứu cha nhưng ông không hiểu chuyện gì mà chỉ chố mắt nhìn. Ở trong xe rất rộng mà hai người ngồi chặt lấy Cain. Cậu muốn đi đến trước thì liền bị ngăn lại. Telet nắm lấy tay Cain bảo cậu hãy gọi thẳng tên mình. Siêu cũng muốn được gọi như vậy, Cain không muốn đắc tội. Nhưng dưới sự cứng đầu của cả hai cậu đành đồng ý, binh lính đã đi đến thông báo họ đã đến thành phố Genoma. Vào bên trong Cain hẹn gặp vào hôm sau, thì hai người lại gọi cậu cùng ở lại đêm nay. Cha cậu đã xuất hiện bảo dù gì mấy người cũng chỉ mới 10 tuổi nên không ổn. Cả hai lại nhõng nhẽo vẫn còn sợ quái vật tấn công, chỉ khi có Cain ở bên mới an toàn. Gam cũng không nói lại nên Cain đã bị kéo vào. Ở trong phòng ba người ba giường riêng, nhưng hai cô lai kéo giường lại ngắm nhìn cậu ngủ. Cũng bởi vì nhìn chằm chằm như vậy mà cậu không thể ngủ được. Hôm sau lại di chuyển với đôi mắt gấu trúc. Sau vài ngày di chuyển họ cũng đã đến vương đô. Vừa xuống xe một anh chàng kỵ sĩ đã đến để tiếp đón. Anh là đi me đội phó đội kỵ sĩ. Đi me cảm ơn vì cậu đã bảo vệ công chúa và tiểu thư đến đây. Cũng nhờ Cain sử dụng hộp vật phẩm nên mới đem được xác những binh sĩ đã mất trở về. Đi me hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho gia đình của họ. Cain vừa định đi dạo quanh thì đi me bảo cậu phải vào ý kiến bệ hạ. Những quý tộc đã đứng hai bên và bên trên là đức vua. Bệ hạ nói cậu đã tiêu diệt 50 con OC để bảo vệ công chúa Telet và tiểu thư siêu. Hơn nữa cậu còn chữa lành vết thương cho những binh sĩ và đưa những người đã mất về. Ông ban phong cho cậu chức danh nam tước cùng một căn biệt thự và 100 đồng bạc. Ngay lập tức đám quý tộc bàn tán, một tên đã đứng ra nói chuyện này không thể trẻ con thì không thể được phong tước đức vua hỏi lại hắn liệu hắn có thể đánh bại chừng đó oc không nếu cain mà gia nhập phe đối địch thì họ sẽ rất khó khăn cain cũng đành đồng ý nhận vừa về dinh thự đức vua đã đến gặp hai cha con đức vua cúi đầu cảm ơn cậu người bên cạnh là eric cha của siêu cũng đến để cảm ơn với thư cách của người cha những bậc phụ huynh bắt đầu tính đến chuyện tương lai cain đã là nam tước nên sẽ được trả lương chuyện quan trọng hơn là đức vua và eric hỏi cậu có đồng ý cưới telet và siêu không Ca-in liền giật mình vì còn nhỏ nên chỉ có thể đình ước. Hai người còn kể lại chuyện cậu đã nắm tay và ngủ cùng hai cô con gái rượu. Bây giờ họ đâu thể lấy chồng được nữa. Cain nhìn sang cầu cứu cha. Nhưng ông cũng chịu trước sự đào hoa của con. Cain đành đồng ý việc định ước này. Cain đã đến gặp những vị thần để chỉnh lại bảng thông số của mình. Cậu thấy họ đã bút quá lố. Đúng là hiện tại sức mạnh cậu đang mạnh nhất nhân loại. Thần sáng tạo hỏi cậu có muốn làm á thần không? Cùng chức vụ với thần thú, ông bảo cậu dù mạnh nhưng cũng đừng cố quá sau đó bảo cậu có thể tạo ra một món đồ chơi nào không. Cain cũng chợt nhận ra nếu tạo ra đồ chơi như trái đất thì sẽ rất thịnh hành. Quay trở lại dị giới lúc này, Cain đang phải ở trong tiệm đồ phụ nữ để xem Jin mua đồ. Cậu vừa chạy ra ngoài thì thấy đôi tai mèo quen thuộc của Pama, hỏi ra mới biết cô đang học việc tại cửa hàng của bác cô. Anh ấy là Manit vừa biết cậu quý tộc thì giật mình. Cain đã vào trong tham quan, ở đây bày biện rất nhiều món đồ kỳ lạ khác nhau. Cậu nói mình muốn chế tạo một món đồ chơi nên muốn nhờ anh chế tạo và bán nó. Sau khi mô tả thì đó là trò cửa lật. Tamanit thấy cũng rất thú vị nên đã đồng ý. Cain liền lấy ra một đồng vàng làm chi phí sản xuất. Tamanit không dám nhận vì đó là số tiền quá lớn. Cain liền bảo coi như đây là phí chế tạo thì mới đồng ý. Vừa ra ngoài cửa hàng Cain liền sợ hãi vì cậu quên mất dây in. Cô rất tức giận đi đến. Cũng may Cain có tuyệt chiêu nịnh khiến cô vui vẻ trở lại. Về nhà cậu còn bị ép phải chấm điểm cho những món đồ của cô. Cũng may tamanit đã gọi cậu Diến thì mới thoát nạn. Anh đã thành công chế tạo ra mởn rồi chơi cờ lật. Cain rất ưng ý với món đồ này, cậu cùng Pama chơi thử. tamanis chắc chắn món đồ này sẽ thịnh hành. Cain bảo anh hãy chế tạo ra hai loại, cho quý tộc và dân thường, vì quý tộc sẽ chú ý đến hàng cao cấp. Còn dân thường thì cứ để giá ai cũng mua được, trước mắt sẽ đặt trước một 000 bộ. Nhưng Tamanis rất giàu vì công ty không đủ chi phí, Cain liền lấy ra những đồng vàng tamanit liền vui mừng bảo cậu hãy cùng ký hợp đồng trước thần thương nghiệp cả hai đã đứng trước bàn tamanit đọc câu thành chú khiến nó sáng rực lên rồi biến mất bây giờ món đồ đã trở thành độc quyền của họ tamanit rất vui mừng đồng ý ở trên trời bây giờ mấy vị thần đang rất vui vẻ chơi với nhau khi cậu về nhà thì hầu gái đã thông báo buổi ra mắt sắp bắt đầu cha cậu bảo cậu hãy cẩn trọng vì sẽ được những cô gái chú ý đến vừa vào cậu đã gặp tên bá tước xấu tính hôm trước cùng con trai ông ta cậu liền té đi, công tước RIC và Siêu đã gọi cậu đến. Công tước cảm ơn chuyện cậu đã cứu Siêu sau này chiếu cố thêm. Nụ cười đó là ca cảm thấy chẳng lành. Khi Siêu vừa chào cậu thì ca liền khen cô diện bộ váy đó rất đẹp, trông như một công chúa, làm cô càng đắm chìm trong tình yêu hơn. Cả hai đang tình cảm nồng thắm thì bị phụ huynh nhắc khéo. Công tước bảo cậu chỉ mới 10 tuổi mà rất biết nói chuyện với con gái. Đức vua cùng Telet và vợ mình đã ra mặt để chào mọi người. Gia đình bứa tước gam cũng đi lên để chào hỏi đức vua. Cain bắt đầu khen Telet rất xinh đẹp khiến cậu phải đắm đuối nhìn ngắm. Cô liền đỏ mặt ngại ngùng, Đức vua liền hỏi Gam sao con trai anh giỏi tán gái vậy. Cain đã nói mình muốn tặng cậu một món đồ, sau đó lấy từ trong gia bộ cờ lật do cậu và công ty Sa Gia Can hợp tác tạo nên. Cha cậu hỏi cậu chế tạo đồ chơi mà ông không hề biết, vì Cain muốn kiếm tiền để trang trải cho dinh thự sau này. Hai người cũng đi chào hỏi xung quanh bảo cậu đi chơi với đám con nít, siêu đã đến muốn nói chuyện riêng với cậu cô vô cùng gần gũi mà trêu ca in sau đó tiến lại gần khiến cậu bối rối tên habit con trai của hầu tước Zino đã đi đến chào hỏi siêu mong muốn được cô chú ý đến nhưng siêu chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt bọn chúng liền giận cá chém thớt sang ca in cậu cũng đứng dậy giới thiệu mình là nam tước nhưng bọn chúng nghĩ rằng gia tộc của cậu là nam tước liền khinh thường chúng bắt cậu gọi tên habit là ngài siêu thấy chúng đều đã hiểu sai mọi chuyện muốn nói nhưng ca in đã ngăn lại cậu bảo chúng đang khiến tiểu thư khó chịu làm tên habit tức giận bảo cậu ra ngoài nói chuyện không ngờ siêu lại đi theo ôm ấp cậu làm bọn chúng ăn cơm chó mà cay. Tên Ha biết rất đắc ý vì hai tên đệ của mình được thần phép thừa bảo hộ. Một tên cầm sách múa máy tung ra hỏa cầu, cứ nghĩ mạnh lắm nhưng nó chỉ là một quả cầu nhỏ. Tên còn lại cũng nhảy Vina hau dùng phép thuật đất, nhưng những viên đá hắn quăng đến lại rất chậm chạp. Thấy bọn chúng định múa tiếp, siêu liền bảo bọn chúng bớt làm chuyện xàm. mà giới thiệu Cain là con trai của bá Tước Gam. Ba tên đó vừa nghe thấy thì sợ hãi vì danh tiếng cậu giết mấy chục tên OC lan truyền rộng rãi chúng liền quỳ xuống cầu xin cậu tay lỗi khi Telet đi đến thì ất ghen khi biết hai người sắp hẹn hò với nhau. Cô cũng muốn đi nên Cain đã đồng ý hẹn hò cùng cô. Quân sư của Đức Vua đã đến đưa chìa khóa tòa dinh thự cho Cain. Khi nghe tin cậu đến ông còn định hủy cuộc họp quan trọng vì muốn chơi cờ lật cùng cậu. May những cận thần đã ngăn lại, cậu vừa định chạy đi thì công tước ERIC lại đến bảo cậu chơi cùng. Rất nhiều quý tộc cũng đến rủ cậu chơi, Cain sau một hồi đi tìm thì đã thấy dinh thự của mình nhìn nó vô cùng hoang tàn vào trong thì mọi thứ còn tệ hơn sâu đâu cũng tối đen và đầy bụi cậu liền dùng phép sửa chữa và dọn dẹp cải tạo lại căn dinh thự lại y như mới người hầu silivia cùng những người khác đã đến từ nay họ sẽ giúp cậu dọn dẹp nơi này chàng trai bên cạnh là cô gian quản gia mới của cậu mọi người vừa định bắt tay vào dọn dẹp nhưng không ai có thể tìm thấy một hạt bụi nào cain bảo mình đã dùng ma thuật dọn dẹp hết silivia liền đi chuyển đồ vào cô an đã bảo cậu để họ dọn dẹp Cậu nhanh về nhà của cha cậu, Cain mới chợt nhớ ra hôm nay anh Jin và Alex về nhà. Hai người anh cũng lấy làm tự hào vì cậu còn được phong tước trước cả họ và được tặng dinh thự. Jin nói muốn đến đó thì liền bị anh trai dọa nơi đó rất sập sệ có lẽ có ma. Khi cả nhà cùng đến thì rất ngỡ ngàng vì độ hào nhoáng nơi này. Những căn phòng khác cũng tuyệt không kém, nhưng cha cậu cảm thấy vẫn còn thiếu những tác phẩm nghệ thuật. Đó là thứ cần thiết vì các quý tộc đều như vậy. Có thể dùng tranh đồ gốm hay là tiêu bản quái vật, Cain cũng nảy ra ý hay. Đột nhiên bên ngoài có tiếng hét của Silvia vang lên, hai người liền lao ra bên ngoài, Lam vô cùng bất ngờ. Ông hỏi tại sao tiêu bản rồng đỏ lại xuất hiện ở đây. Cain bảo rằng mình đánh bại nó thì ông giật mình. Vì rồng đỏ thuộc cấp thiên tai nên cả đội danh A cũng rất khó bắt được nó. Tiêu bản này đáng giá cả ngàn rồng bạch kim, bên trên lại vang lên tiếng hét. Hai người chạy lên thì thấy hai mẹ con đang đứng ngoài phòng vệ sinh. Mẹ hỏi cậu sao cái toilet lại phụt nước lên liên tục. Cảm giác rất tuyệt, bà bảo cậu cũng hãy về lắp cho nhà mình cha cậu không tinh toilet sao lại thần thánh đến vậy ông vào dùng thử thì liền phê tới nóc rồi ông hỏi cậu đã chuẩn bị tiệc mừng mời các quý tộc chưa bất kỳ quý tộc nào có dinh thự thì cũng phải mở tiệc ra mắt cain rất đau đầu vì không biết làm thế nào cũng may cô gian đã biết trước mà chuẩn bị danh sách khách mời ở trong đó còn có cả hầu tước Gino. dù cậu không muốn nhưng cũng bắt buộc phải mời trong danh sách này không hề có đức vua vì chỉ có những bá tước mới có tư cách mời vua cain sau đó nghĩ ra những món đồ để tặng rồi cậu dùng năng lực sáng tạo ra những chiếc ly thủy tỉnh dẹp mắt, thứ mà thế giới này chưa có, còn về phần món ăn. Đầu bếp đã nấu theo công thức của cậu tạo ra món bò áp chảo hamburger. Silvia vừa thử cảm thấy vô cùng ngon. Cô chuyển sang uống rượu vang thì cảm giác bong bóng trong miệng làm cô ất hạnh phúc. Thì ra Cain đã sủi bọt khí vào rượu. Lúc này cô Gian đã chạy vào thông báo đức vua triệu tập cậu. Ông giận hờn hỏi sao cậu lại không gửi thư mời mình. Công tước RIC được mời cứ khoe mãi khiến ông rất cay. Cain liền lấy tổng túi ra một bức thư. Cậu bảo rằng mình muốn đến đưa tận tay cho ông. Đã đến ngày buổi chiều được tổ chức, công tước và siêu vừa đến được cậu dẫn đường, thì ngạc nhiên tiêu bản rồng đỏ. Cain đã đứng trên cảm ơn mọi người đã cùng đến chung vui. Mọi người vừa uống vào thì cảm thấy rất thích thú bởi loại rượu đặc biệt này. Ngay cả những ly thủy tinh này cũng rất đẹp. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon làm hai cô gái say đắm. Đức vua và hoàng hậu cũng đã đến. Vừa nhìn thấy rượu vang kỳ lạ ông uống vào thì ngập trong hạnh phúc. Tiếp đến món thịt thì lại càng tuyệt vời hơn bởi sự hòa quyện của nước sốt cùng thịt. Đột nhiên hoàng hậu lao ra nói món đồ trong toilet có lẽ là một cuộc cách mạng. Bà bảo cậu hãy đến lắp cho ương cung. Đức vua vừa đi thì thì đồng ý cho cậu vào lắp ngay lập tức. Ông đã khen ca in chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp. Mọi người nồng nhiệt vỗ tay, tên hầu tước Zino cũng đã đến. Vừa vào ông ta đã chê nơi này đúng là nhỏ như chuồng chó. Vào trong ông ta liền hoảng sợ trước tiêu bản rồng đỏ. Thái độ ông ta rất kiêu căng khiến mọi người ở đó ai cũng căm ghét vừa nếm thử rượu vang thì ông ta nhảy cẫng lên nhưng cũng gửi vừa chê tệ hại khi nếm thử món bò dù biết rất ngon ông tê lại chê dở ca in thấy như vậy đã nghĩ ra một cách đợi khi tên hầu tước đang kêu căng thì cậu đã gọi đức vua đến vừa nhìn thấy ông thì tên hầu tước liền sợ hãi quỳ xuống sau khi nghe đức vua nói hắn còn như vậy thì sẽ bị cách chức liền đổ mồ hôi mà rời đi vài ngày sau ca in đã đến vương đô tìm anh jime để bán vật liệu quái vật như lời thủ tước magna nói anh đã dẫn cậu vào một phòng kho lớn, nhưng Ca-in nói nơi này nhỏ sợ sẽ không chứa nổi. Jime liền giật mình không lẽ là con rồng đỏ như ở dinh thự. Cậu bảo không có loại đó mà chỉ có rồng đất. Anh lại toát mồ hôi, anh đã dần cậu ra bãi đất trống. Cain vừa lấy đám quái vật từ hộp vật phẩm ra. Jime ngỡ ngàng hỏi cậu có phải sư đồ của thần không vậy. Cain giật mình nói cậu chỉ là người thường mắt thịt. Khi cậu định rời đi thì bị Jime kéo lại. Anh bảo cậu hãy đến xem đội kỵ sĩ luyện tập. Hơn nữa đội trưởng của anh rất thích đấu với những kẻ mạnh như cậu. Thấy anh năn nỉ như vậy nên Cain đành đồng ý. Do me bảo cậu hãy đánh trận gửi với bọn họ. Một kỵ sĩ đã đứng ra hỏi chuyện này có ổn không? Dù gì thì cậu cũng chỉ mới 10 tuổi. Vậy là di me cho hai người thử đánh bằng gậy gỗ trước. Cain liền di chuyển rất nhanh lao đến chém gãy kiếm khiến anh át gục ngã. Cậu đã nhận ra mình hơi quá tay định chạy thì bị kéo lại. Tất cả những kỵ sĩ sẽ đấu với cậu. Khi họ định lao đến thì một cô gái đứng ở trên cao bảo họ dừng lại. Cô lo lắng hỏi cậu có sợ khi bị đám người bắt nạt không. Rồi mắng Di me sao lại để đứa nhỏ đấu với toàn quân. Thì ra cô ấy là đội trưởng đội kỵ sĩ. Sau khi nghe anh nói rằng cậu là anh hùng Cain, thì cô liền thay đổi sắc mặt, chuyển qua nụ cười háo hức đáng sợ. Cô liền rút kiếm ra muốn chiến với cậu. Những kỵ sĩ cũng dần tản sang hai bên vì đội trưởng là thánh kiếm. Cain chắc sẽ không trụ nổ ba giây. Cô còn mặc kệ cậu sử dụng kiếm gỗ mà lao vào. Cô đã sử dụng cường hóa cơ thể lao đến. Cain cũng không ngần ngại mà đáp trả lại. Những kỵ sĩ giật mình vì cậu có thể đánh ngang cơ cưới thánh kiếm. Cain đã cường hóa cơ thể di chuyển ra sau người cô đặt kiếm lên cổ. Đội trưởng không hề tức giận mà còn rung động bảo sẽ kết hôn với cậu. Cain bối rối nói dù sao mình cũng chỉ là đứa nhóc 10 tuổi. Cô thấy vậy cũng đúng rồi giới thiệu mình là Tifana, con gái của công tước be cai quản lãnh địa phía Bắc. Cô cũng không quan tâm chuyện tuổi tác vì tộc yêu tinh cô đến 300 tuổi. Bề ngoài cũng không già đi nên có thể chờ cậu. Cain biết cô sẽ không vấn đề gì nhưng cậu thì sẽ hiểu vấn đề với đức vua và hai cô vợ. Tifana đã bảo Di-me đưa cậu đến phòng của đức vua. Cô sẽ bẩm báo chuyện này với ông ấy, mấy người liền hoảng hốt khi nghe tin cô muốn cưới Cain. Cậu đành kể ra chuyện bản thân đánh thắng Tifana nên cô ấy mới muốn vậy. Gam liền hỏi cậu có biết thân phận thực sự của Tifana không? Ở vùng Di Be vốn là đất nước của tộc yêu tinh, bởi vì vẻ đẹp của mình mà yêu tinh luôn bị con người bắt cóc làm nô lệ. Nhưng ở vương quốc Esfor bọn họ thì từ thời vua Du ra đầu tiên, anh ta đã ra lệnh không phân biệt chủng tộc mà cùng chung sống với họ. Vùng Jibe cũng như một quốc gia tự trị riêng. Nói cách khác Tifana là công chúa một nước. Đức vua đã nói chuyện Cain đã đính hôn với con gái mình và con gái công tước Ezoc. Không ngờ Tifana thuộc nhóm máu S nên thích chuyện kết hôn như này. Đức vua đành phải bó tay bảo cô hãy hỏi cha mình xem ông đồng ý không đã. Cô liền kéo Cain ra ngoài để luyện tập. Đức vua cũng cảm thán không ngờ cậu lại đánh thắng thánh kiếm. Ông đã hỏi gam về tình hình của Cain nhưng ông cũng không biết gì. Jime mới kể lại chuyện mình hỏi Cain có phải sứ đồ của thần linh không thì cậu nhóc sững lại. Những ngày sau đó hôm nào cậu cũng bị Tifa An lôi ra để luyện tập. Hôm nay cậu định trốn thì liền bị Jime kéo vào gặp đức vua. Và bên trong đức vua đã đưa cho cậu cuốn sách ma thuật cấp đế vương của vua Du gia đầu tiên cho cậu. Cain rất hứng thú mà mở nó ra xem. Cậu liền đọc nội dung thì nó đúng là ma thuật siêu cấp. Đức vua cũng đã nhận ra, thật ra cuốn sách họ đó không đọc được. Nó được viết bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ của đức vua Du gia để lại. Suy đoán vị vua ấy là người Nhật của cậu đã đúng, Đức vua hỏi cậu thật ra là ai. Thầy không thể giấu được Cain bảo mình sẽ nói nếu mọi người giữ bí mật, nếu không cậu buộc phải rời khỏi đất nước này. Khi họ đồng ý cậu đã kể ra mình có ký ức của kiếp trước, đó là đất nước Nhật Bản như vua juza Gam đã hỏi cậu có phải con của mình không, thì cậu nói điều đó là đúng, rồi cậu nói ra việc mình gặp bảy vị thần. Cậu mở bảng trạng thái ra khiến mọi người sốc toàn tập, vì danh hiệu của cậu là sứ giả của thần, Đức vua bảo sao cậu không nói sớm. Với danh hiệu đó cậu có thể được cả thế giới tôn sùng. Nhưng Cain lại muốn sống cuộc sống như này bên những người thân. Đức vua cũng đã đồng ý in vẫn là Cain trước giờ, bỗng có tiếng gọi chồng vang lên. ti Hoa Na xông vào đưa ra giấy đồng ý cho cô kết hôn của cha, rồi kéo Cain rời đi. Đức vua ra lệnh cho mọi người không được nói chuyện này ra ngoài, trong khi Cain đang đọc cuốn sách do vua Gia để lại. Thì đột nhiên siêu và Lete xuất hiện, hai người cứ nghĩ cậu đang học chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Nên muốn học cùng, cậu liền nói mình bận rồi mà bỏ chạy ra bên ngoài thì lại gặp Tifana. Cô muốn cậu luyện tập cùng mình thì Cain liền từ chối, bởi vì hôm nay là ngày quan trọng sinh nhật của cậu, cũng là ngày cậu gia nhập hội mạo hiểm giả. Vừa vào trong một anh trai đã đến chào hỏi cậu. Cain đi đến chỗ cô tiếp tân để điền thông tin, thấy không cần thiết nên cậu chỉ điền tên mình mà không ghi chức vụ, vì là mới bắt đầu nên cậu nhận được thẻ cấp g. Cô giới thiệu mình là Tatia. Bỗng ba tên như côn đồ đi đến, chúng bảo Latia tiếp chúng thay vì tên nhóc này. Cain cảm thấy tình tiết này đúng là quen thuộc tên dẫn đầu định đá thì Cain dễ dàng né đi. Hai tên còn lại lao đến thì Cain đã né đi khiến chúng đập đầu vào nhau. Tên cầm đầu muốn rút kiếm tấn công đúng lúc anh chàng lúc nãy đi đến. Thấy anh thì bọn chúng giật mình gọi anh là kiếm lửa băng cờ lau. Anh nói hắn muốn tìm đối thủ thì hãy chiến với mình làm hắn sợ hãi bỏ chạy. Anh nhìn thấy cách cậu né như vậy đoán chắc cũng rất mạnh. Hai người đã cùng nhau ngồi uống nước nói chuyện. Anh cũng hơi ngạc nhiên khi cậu có thể nhanh nhẹn như vậy. Cain hỏi về danh hiệu ngọn lửa băng thì đó là tên đội của cờ lau. Anh dùng kiếm lửa còn vợ dùng phép băng nên mới được gọi như vậy. Anh là một mạo hiểm giả cấp A, Cain rất thích thể đó. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì Lina vợ cờ lau đến đánh anh vì mãi không đi làm nhiệm vụ. Cô bảo Cain có gì cần giúp thì hãy đến nhờ mình. Hai người vừa rời đi thì Cain đã đến xem những nhiệm vụ ủy thác. Nhưng với một danh gờ như cậu toàn là nhiệm vụ dọn dẹp và vận chuyển. Dù biết có hộp vật phẩm sẽ rất nhanh nhưng công việc này rất chán. Cậu tình cờ thấy nhiệm vụ diệt go Berlin ở khu rừng. Thù lao dựa vào số lượng giết được thì cậu vui mừng lấy nó. Vừa ra khỏi tiệm thì Tifana lao đến ôm cậu. Hôm nay cô có buổi tập huấn nên mới đi ngang qua. Vừa nghe Cain đi làm nhiệm vụ thì cô giao việc lại cho Jime mà kéo cậu rời đi. Hai người đã đi vào khu rừng có Go Berlin. Tifana rất vui vẻ kéo tay cậu chạy như một buổi hẹn hò. Hai người đã chạy đến thì thấy đám Go Berlin đang tấn công người dân. Cain dùng phép hồi phục giúp anh ta, còn Tifa An thì một mình chém hết đám Go Berlin. Số lượng của chúng xuất hiện ngày càng nhiều, Cain dùng phép hỗ trợ cô, nhận lấy sức mạnh của chồng cô liền la lên chém đôi hết bọn chúng. Bỗng dưng một đàn rồng xanh lại xuất hiện, cậu bảo cô hãy dẫn người dân chạy đi, rồi dùng phép ánh sáng làm chúng hoa mắt, sau đó tung ra băng thuật đánh hết chúng. Khi Mili và Nina đến làm nhiệm vụ tiêu diệt rồng xanh thì chỉ thấy một cái hố lớn, hai người chỉ còn cách đi về. Cain đã về gặp Tatia à hỏi cậu không nhận ủy thác rồng xanh nhưng tiêu diệt chúng được không. Cô giật mình vì tiêu diệt một con rồng xanh là ủy thác cấp D. Còn một đàn là cấp C, giật mình hơn khi cậu lại đánh bại được 30 con. Cô liền chạy đến thông báo cho hội phó chuyện đứa nhóc đánh bại một đàn rồng xanh. Ông ta đã bảo cô dẫn ca in vào, vừa vào ông ta đã hỏi cậu cướp xác đám rồng xanh ở đâu. Một tên nhóc như cậu không lý nào đánh bại được chúng. Ông ta còn nói sẽ tước thẻ mạo hiểm của cậu. Dù Tatia có nói gì ông cũng không nghe mà nói cậu gian lận. Lúc này hội trưởng hội mạo hiểm đã đi đến. Tên hội phó lại bảo Cain đã gian lận. Hội trưởng hỏi ông ta có bằng chứng việc cậu gian lận không. Sau đó hội trưởng gọi Tifana vào, vừa nhìn thấy cô đã gọi chồng lao đến ôm cậu. Tên hội phó khi biết cậu là quý tộc và là người anh hùng đã cứu công chúa thì đổ hết mồ hôi. Hội trưởng còn bảo Tifa An là em gái của mình. Sau khi kết hôn thì Cain sẽ là em dễ. Giờ cậu mới nhận ra tại sao hai người giống nhau như vậy. Tên hội phó đã quỳ xuống cầu xin cậu tha lỗi cho tội bất kính. Có một luật xử tử thường dân phát ngôn láo. Không ngờ tội lại nặng vậy nhưng Cain đã bỏ qua cho hắn. Hội trưởng đã dựa theo sức mạnh của Cain có thể đánh bại được rồng đỏ và còn mạnh hơn cô, anh thăng cho cậu lên danh A ngay ngày đầu tiên. Những vị thần lúc này đang quan sát sự trưởng thành của cậu. Thần sáng tạo và những thần khác búp cho cậu nhiều sức mạnh như vậy là vì tên Azon sắp thoát ra ngoài, 300 năm trước Du Gia đã phong ấn hắn. Bây giờ Cain là người làm điều đó, vài ngày sau vừa mới buổi sáng Silvia đã hối hả bảo Cain dậy đi thi. Cậu còn không sợ muộn mà cô đã cuống cả lên. Vừa ra khỏi cổng cậu đã dùng phép dịch chuyển đến trường. Cậu đã vào trong lấy số báo danh rồi đến phòng A để dự thi. Ở đây cậu không gặp người quen nào, ngay cả Siêu và Lette cũng không thấy đâu. Cô giáo đã đến phát bào thi đầu vào cho mọi người rồi bắt đầu tính giờ. Vừa cầm tờ đề ca in liền vui mừng vì những câu này cậu đã học hết. Chưa được 30 phút cậu đã làm xong rồi nằm ngủ. Cô bảo mọi người ra sân để đánh giá năng lực pháp thuật. Mọi người sẽ bắn ma thuật vào tấm bia phía trước. Cô bảo mọi người cứ tung hết sức vì có màng bảo vệ nên không sao. Hai người đầu tiên thi triển phép thuật vô cùng yếu ớt bắn vào tấm bia làm ca in đứng hình lúc đầu cậu còn định dùng toàn lực nhưng thấy vậy nên sẽ giảm lại đến lượt ca in cậu đi đến không niệm chú tạo ra quả cầu lửa màu xanh mọi người không biết đó là thứ gì chỉ với chiêu đó đã khiến bức tường và khu rừng phía sau nổ tung cô giáo không hề biết chuyện gì vừa xảy ra mà bảo mọi người đến sân tập khác để đánh giá kiếm thuật nhà trường đã mời những mạo hiểm giả cấp a đến trong số người còn có cả anh cờ lau anh liền hứng thú bảo cậu đấu với mình dù ca in không muốn nhưng giám thị bảo cậu đấu nên tuân theo Cậu biết Cờ Lau là mạo hiểm cấp A nên cũng có thực lực, liền dùng cường hóa cơ thể lao đến, hai người đánh nhau vô cùng nhanh. Cờ Lau rất vui vẻ chiến cùng cậu, anh cũng dùng cường hóa cơ thể khiến trận đánh trở nên căng thẳng hơn. Trong lúc đang hăng say thì Giám thị đã bảo dừng lại. Anh ta nói hai người đã làm những người còn lại sợ hãi. Giám thị cũng đã đánh giá được năng lực của Cain mà bảo cậu về nhà đợi kết quả. Vừa về Silivia đã đi chuẩn bị một bàn thức ăn cho cậu. Hôm sau cậu đã bị Đức vua triệu tập đến, ông hỏi cậu sao lại có thư từ trường gửi đến. Thật ra lúc đầu cậu định dùng ma thuật đế cấp, thấy mọi người yếu như vậy nên cậu mới dùng sơ cấp, không ngờ tấm bảo vệ cũng vỡ tung. Thì ra Cain đã đi nhầm sang cổng nam của trường học để báo danh. Cổng nam là cổng cho thường dân và cổng bắc dành cho quý tộc nên mới không gặp siêu và Lete. Hiệu trưởng cũng đến chỗ e RIC để hỏi, khi nghe có đứa nhóc có pháp thuật phá tan sân tập thì anh đã nhận ra đó là Cain. Vào ngày đến xem kết quả Cain đã đổ thủ khoa, siêu đi đến chúc mừng cậu vì đổ hạng nhất. Cô rất mong chờ để thấy Cain mặc đồng phục ở đây cậu còn nhìn thấy chị gái Zein thấy cậu cô liền lao đến ôm lấy cô bảo cậu là thủ khoa nên hãy chuẩn bị tinh thần để phát biểu cậu cảm thấy biết vậy để cho Lete thủ khoa còn hơn về nhà cậu thông báo cho Silvia mình đã đổ thủ khoa thì cô liền xúc động chạy đi mở tiệc ăn mừng vào ngày đầu khai giảng bố mẹ đã đến đài xem siêu và Telet khi nhìn thấy Cain mang đồng phục thì liền rung động đám học sinh còn lại thấy cậu ngồi cùng công chúa và tiểu thư thì rất ghen tị sau đó cậu được mời lên để phát biểu, Cain đã xin lỗi về chuyện mình đã thi nhầm nơi nhưng nhà trường vẫn tha thứ. Khi phát biểu xong mọi người kịch liệt vỗ tay, không ngờ lại còn có tiết mục đức vua đến để chào hỏi mọi người. Nhờ vậy mà Cain đã bị hành một trận. Cain cùng Siêu và Lete đã học chung một lớp. Cô giá Eka sẽ là giáo viên chủ nhiệm của họ. Trước khi bắt đầu mọi người sẽ chọn môn học mình muốn. Cain vừa định chọn mạo hiểm giả thì bị hai người ngăn lại. Họ bảo cậu là một quý tộc nên phải chọn thêm môn quý tộc nữa. Còn Siêu và Lette thì đều học quý tộc và những nghề liên quan đến nữ công gia tránh. Vì họ muốn sau này kết hôn có thể phụ giúp cậu. Ở giờ ra chơi, Cain đã nhìn thấy tên Habit con trai hầu tước. Hắn đang bắt nạt Pama. Thì ra hắn rất cay vì mình không được vào lớp A mà thường dân như cô vào được. Cain đã đi đến nói trường này bình đẳng không phân biệt giai cấp. Thấy cậu là bọn chúng liền rén. Dù có câu bảo vệ nhưng tên Habit đe dọa sẽ nói cha hắn chèn ép gia đình Pama. Siêu và Lette đã đến khiến bọn chúng sợ hãi, chúng liền quỳ xuống xin lỗi Pama. Thấy hai người thân nhau như vậy hai cô gái liền bảo Cain đi sang bên kia quỳ. Còn Pama sẽ đến nói chuyện với họ, trong lúc đang quỳ cậu đã nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó bảo cậu hãy đến thư viện, khi Cain đến mở cửa thì đã bị dịch chuyển đến một ngôi nhà, cậu giật mình vì người này là ai. Anh ta còn uống cà phê thứ ở thế giới này không có, anh ta nói rằng mình là du gia vị vua đầu tiên của nước này khiến cậu giật mình. Vừa nhớ đến chuyện anh sống vào 3 năm trước thì cậu hơi sợ vì có lẽ anh là ma. Juza đã mở bảng trạng thái cho cậu xem thì danh hiệu của anh lại là thần sáng tạo. Lý do mà Dù ra gọi cậu đến là vì thần sáng tạo nhờ anh dạy dỗ cậu. Cain không biết mình có thể học gì từ anh ta, Dù cậu cần phải học hỏi thêm nhiều nữa. Anh bảo cậu có kẻ thù cần phải chống lại, đó là kẻ 300 năm trước đã khiến khắp thế giới chém giết nhau. Hắn dùng những lời tiên tri để người dân tôn thờ, sau đó tạo ra hiểm khích giữa các nước khiến họ dẫn đến chiến tranh tên hắn là Azon kẻ mà Cain cần chống lại. Anh nói sẽ kể chuyện về kiếp trước cho cậu biết. Đột nhiên anh dịch chuyển cậu đến một bờ biển rồi đưa cho cậu thanh kiếm. Anh bảo cậu hãy cố để có thể đi lên ngôi nhà lúc nãy ở trên ngọn đồi. Cậu cứ từ từ nâng cao thực lực, cần đạt cấp 600 mới đánh nhau với tên Azon. Mà bây giờ Cain chỉ mới cấp 300. Thời gian một năm ở đây chỉ tương đương một ngày ở thế giới bên ngoài. Nên cậu sẽ không phải lo gì, vừa đi vào khu rừng chưa được 5 phút đám quái vật liên tục lao đến tấn công cậu ở thế giới bên ngoài. Hôm sau Siêu và Lette đến để gọi Cain đi học nhưng cậu vẫn chưa về. Silvia lo lắng cậu đã bị bứa cóc, nhưng Lette tin rằng cậu sẽ không sao mà vào nhà ngồi đợi. Cũng đã vài tháng trôi qua Cain hoàn toàn kiệt sức nằm giữa rừng. Trong lúc mơ màng một tiếng kêu vang lên, cậu liền vô thức đi đến đó, thì thấy một con sói đang thoi thóp. Khi cậu đang định giải thoát cho nó thì chợt tỉnh dậy, cậu liền dừng tay mà dùng phép chữa trị cho nó bởi vì đã cạn kiệt ma lực nên cậu đã gục ngã. Khi tỉnh dậy thì thấy con sói đã bảo vệ cậu khỏi đám OC muốn tấn công. Cả hai đều một mình nên đã quyết định đi cùng nhau. Nó được cậu đặt tên là Haku, những ngày tháng sau đó cả hai đã chiến đấu cùng nhau. Không lâu sau hai người đã lên được ngôi nhà trên đỉnh đồi. Vào trong thì thấy Du đang ngồi uống cà phê. Cũng đã 4 năm rồi nên Cain đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh cũng bất ngờ vì con sói đó chính là một chủng thần thú. Anh bảo hai người hãy ký khế ước với nhau in sẽ có thể triệu hồi nó bất kỳ lúc nào haku cũng đã đồng ý Gia nói chuyện huấn luyện vẫn chưa kết thúc người tiếp theo huấn luyện cậu sẽ là Doan Zuza cũng đưa lời hứa kể về chuyện kiếp trước của cậu Doan nói Zuza mạnh hơn anh và tên azon đó lại mạnh hơn Zuza. nên trước mắt cậu phải tập với anh nhưng khi Cain vừa lao đến thì bị đôan một đấm hạ gục hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ cậu đi xuống dưới thì nhìn thấy Doan cô bên cạnh là Zuzi vợ của anh ấy hai người con nuôi một con rồng con, thấy Cain thân với nó khiến Haku tức giận muốn gây chiến. Juji đã nấu một bữa ăn khiến Cain vừa ăn vào nước mắt liền rơi xuống. Vì mấy năm nay cậu chưa có một bữa nào ra hồn toàn ăn bờ ngủ bụi. Ở nhà của cậu lúc này Siêu và Lete đang rất lo lắng vì Cain đã mất tích mấy ngày. Hai người đang được Silvia dạy môn nữ công gia tránh. Cain vẫn phải luyện tập chiến đấu với Đô nhưng đều bị đánh gục. Cứ thế một năm đã trôi qua. Khi cậu bị đá bay Cain đã nhớ về chuyện mà Du ra kể về kiếp trước của mình đó là khi cậu còn chưa chuyển sinh tên Azon vốn là thần trò chơi trong thế giới của thần sáng tạo. Hắn là một vị thần trong hội thần, nhưng tên Azon đã dùng lời tiên tri bắt người dân trên thế giới chơi trò chơi tử thần. Vì vậy hắn đã bị cách chức, nếu như hắn lại tái sinh thì trò chơi tử thần đó sẽ lại diễn ra. Anh lại kể tiếp về những người đồng đội mình không bảo vệ được mà mất. Những người đó chính là cha mẹ của Cain. Hồi trước Su và cha mẹ cậu đã được dịch chuyển đến thế giới này. Các vị thần muốn ba người giúp sức đánh bại tên Azon rồi đưa cho họ quả cầu phong ấn trong khi tiến đánh mẹ cậu đã bị hắn giết chết. Cha cậu tức giận lao đến dù bị đâm xuyên qua cơ thể nhưng vẫn cố cầm cự, để cho Du ra dùng quả cầu phong ấn nhốt hắn lại. Trở lại thực tại ca nhớ lại những điều đó thì ý chí muốn bảo vệ mọi người của cậu đã đánh bại được đô Gian. Cậu đã đến ngôi nhà của Du ra thì thấy anh đang ngồi trước ngôi mộ của bố mẹ mình. Cậu đã hứa sẽ đánh bại tên Azon khi Cain muốn trở về nhà thì Du ra gọi lại. Cậu không thể đi với bộ dạng này, anh liền biến cậu trở lại cơ thể 12 tuổi. Đô Gian cũng đến bảo cậu đưa rồng con Jin đi cùng, cậu tạm biệt hai người rồi rời đi. Ba cô gái rất mừng lao đến ôm chầm lấy cậu. Lúc về cậu đã nói chuyện những ngày qua mình luyện tập ở chỗ của Đức vua đầu tiên cho Đức vua hiện tại nghe. Ban đầu mọi người không tin cho đến khi cậu lấy thanh kiếm của Gia ra thì họ mới tin đó là thật. RIC nhắc cậu hội mạo hiểm đã gửi đơn đến bảo cậu có ủy thác để chính thức thăng lên hạng A. Khi cậu đến thì hội trưởng bảo mấy ngày giờ cậu mất tích làm Tifa An rất buồn. Nhắc đến chuyện ủy thác thì có một đám cướp muốn cậu bắt Băng đó có khoảng 10 tên nhưng anh tin chắc cậu có thể xử lý được. Vừa dịch chuyển đến khu rừng cậu đã dùng phép bay đi tìm kiếm, sau đó đã tìm thấy chúng đang chặn một cỗ xe ngựa. Cậu vừa đáp xuống thì thấy Milly và Nina cũng ở đây. Đám cướp cười nhạo họ có thêm một tên nhóc thì có thể làm gì. Mà không hay biết Cain đang tức giận vì chúng dám làm Milly bị thương. Cậu liền cường hóa cơ thể không mở vỏ kiếm mà trực tiếp lao đến. Sau vài phút đám cướp đã bị cậu bón hành tơi tả mà gục ngã lúc hai người biết cậu đang nhận ủy thác để lên danh A thì giật mình. Không ngờ cậu chỉ vừa đăng ký hội mạo hiểm mấy ngày đã vượt qua danh của hai người. Đám cướp này Cain đã xử lý bằng cách. Cậu trói chúng lại rồi kéo đi khắp thành phố làm chúng vô cùng nhục. Milly đã thưởng cho Cain bằng cách ôm cậu vào vòng một khủng của mình. Cậu đã kéo xe đẩy cướp về cho hội mạo hiểm. Cô cũng giật mình vì không ngào lại nhanh như vậy. Lúc này y bên cạnh lại có tiếng nói lớn. Thì ra tên đô con lúc trước lại muốn dở trò sở khanh với Milly và Nina. Cain đã đi đến chặn tay chúng lại, vừa nhìn thấy mặt cậu là bọn chúng liền run rẩy ngã ra bỏ chạy. Đúng lúc này cờ lau cùng chị Lina cũng đến để nhận nhiệm vụ. Anh ngạc nhiên vì người quen của Cain chính là Milly và Nina. Trùng hợp hơn anh và Milly chính là anh em ruột. Anh cũng vui vẻ bảo mọi người phải ăn mừng vì sự trùng hợp này. Khi đang nhậu hai người đã kể lại chuyện Cain một mình xử lý hết đám cướp. Cờ lau cũng không bất ngờ lắm khi sức mạnh của cậu lớn như vậy. Hai người sau đó còn khoe ra cái túi vật phẩm mà Cain đã tặng. Chị Lina liền tò mò hỏi sức chứa nó bao nhiêu. Khi biết nó tương đương với bảo vật quốc gia thì cô cũng muốn mà xin cậu một cái. Cain cũng đành đồng ý, vừa nói xong cô đã ngủ thiếp đi vì tử lượng rất kém. Đột nhiên cậu nhớ lại ngày mai phải đến trường nên không thể la cà muộn hơn nữa. Cờ lo hỏi cậu là một quý tộc mà còn là một mạo hiểm giả cấp A không cần thiết phải đi. Nhưng cậu có lý do riêng mà chạy đi, Letia đã đi đến. Cô bảo rằng những mạo hiểm giả có lịch đến lớp của khoa mạo hiểm giả đã bị thương cô đang tìm người thay thế thì cờ lau liền nở nụ cười hôm sau ở tiết học phép thuật công kích cain đang rất háo hức thử sức mạnh mình đã luyện tập bấy lâu nhưng cô giáo lại bảo cậu không cần phải học tiết này những màng bảo vệ đều sẽ bị cậu phá hỏng cờ lau cùng mấy người đã đến trường thấy cậu không có bạn bè nên quyết định sẽ giúp vào tiết học của khoa mạo hiểm giả bốn người đã đến trước sự giới thiệu của thầy giáo cờ lau đã hỏi những ai đã đăng ký mạo hiểm giả sau đó bảo mọi người hãy đem thẻ hội viên của mọi người ra ngoài Cờ Lau đã đi đến bảo cậu hãy đem thẻ danh A ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng Cain lại sợ họ sẽ bị choáng. Nhưng đó cũng là mục đích của bốn người để cậu thu hút mọi người. Cain đành nói dối mình quên đem theo. Tiếp tục mọi người đi ra sân tập để luyện tập đối kháng. Cain cũng muốn luyện tập với Cờ Lau, nhưng mỗi lần cậu muốn đấu thì bị những học trò khác tranh mất. Thì ra đó cũng là kế hoạch của mấy người. Đợi khi những học sinh thấy thực lực của họ mạnh như nào, thì sẽ đến lúc Cain đến đấu ngang cơ với họ thì sẽ được những người khác hâm mộ cậu đã phải xếp một hàng dài để đợi đến lượt mình đấu. Nhưng khi hai người lao đến nhau thì chuông hết giờ đã vang lên, cò lau cũng đã hết cách để cứu. Vì vậy mà buổi tối Cain đã vào rừng tàn sát đám quái vật để xả giận. Những binh lính còn tưởng rằng quái vật đang bạo loạn mà dẫn người xông vào. Ở trong khu rừng đêm đó, mảnh vỡ của quả cầu phong ấn vỡ ra đã bị một con rồng ăn phải. Ngay lập tức con rồng đã bị một phần thần thức của tên Azon điều khiển. Hôm sau ở tiết học phép thuật, Cain định ra ngoài vì nghĩ mình không được tham gia. Nhưng tiếp học không phải về phép thuật tấn công nên được ở lại, thầy sẽ dạy họ là Guzat, anh dạy về phép thuật triệu hồi, có hai loại một là ký khế ước với những quái thú thân thiết, còn không thì triệu hồi ra quái thú rồi ký khế ước, nếu như hai bên không thích nhau thì có thể tự động hủy khế ước. Đến lượt Cain, cậu đã truyền sức mạnh cực khủng vào vòng khế ước, cậu mong muốn tìm bạn cho Haku và Gin, cậu vừa bắt đầu thì thầy Guzat liền bảo dừng lại vì ánh sáng này rất lạ, không ngờ thứ mà Cain triệu hồi được là ma vương cậu liền dừng ánh sáng khiến mọi người đều hoa mắt. Ma Vương đã có thể nhìn thấy thanh trạng thái của cậu. Khi hắn đi đến ca in định rút kiếm tấn công thì Ma Vương liền quỳ xuống, hắn bảo sẽ trở thành thuộc hạ của cậu. Thì ra vì nhìn thấy danh hiệu sứ đồ của thần từ ca in nên hắn mới sợ như vậy. Hắn đồng ý ký khế ước của cậu, sẽ đợi cậu ra lệnh hủy diệt tổ quốc. Vừa ký khế ước thành công thì ánh sáng cũng biến mất. Thầy Gu Giát hỏi thì cậu nói dối Ma Vương đã không thích mà rời đi. Cứ nghĩ là đã lừa được thầy, không ngờ anh ta đã đi nói lại chuyện này trò sức vua. Vậy là cậu tiếp tục bị triệu tập đến, ông đã hỏi cậu đã làm gì. Vừa biết cậu ký khế ước với Ma Vương thì mấy người há hốc mồm, vì Ma Vương chỉ một chiêu đã có thể thổi bay vương quốc. Ông bảo hãy mở thanh trạng thái sau khi luyện tập với ra cho họ xem. Đức vua cũng cảnh báo Guzat không được nói chuyện này, nếu không sẽ bị xử tử. Cain cũng đồng ý mở ra, thì mấy người sốc tập hai vì danh hiệu của cậu đã là Á thần. Đức vua cũng lo lắng cậu sẽ không cùng Ma Vương hủy diệt tổ quốc chứ, nhưng Cain cũng chỉ muốn sống bình thường ông đã quyết định phong cậu lên chức tử tước và ban cho cậu một thị trấn. Muốn cậu cùng bảo vệ vương quốc này, về nhà Silvia rất vui vì cậu được thăng chức. Quản gia cô gian đến thông báo, anh trai Jin của cậu đã liên lạc với Gam. Có dấu hiệu về một vụ tràn lan quái vật ở trong rừng. Cain đã đến dinh thự của anh trai để nói chuyện. Vào chuyện chính anh bảo rằng hai tháng trước số quái vật trong rừng tăng lên. Chúng còn hung hãn tấn công những mạo hiểm giả. Nhưng anh vẫn chưa chắc chắn một vụ tràn lan sắp xảy ra hay không. Nên không thể nhờ nhiều binh lính đến trợ giúp. Cain bảo cậu sẽ vào rừng để điều tra. Jin lo lắng vì cậu chỉ mới tham gia hội mạo hiểm không lâu. Cho đến khi cậu lấy ra tấm thẻ hạng A thì anh đã đồng ý cậu đến mạo hiểm giả ở đây. Cô gái tiếp tân đang chán nản vì họ lại phái trẻ con đến. liền giật mình khi thấy tấm thẻ hạng A, đi cũng làm việc ở đây. Cô nói gần đây những dấu hiệu tràn lan đang rất rõ rệt. Các mạo hiểm ý thương ngày càng nhiều, bỗng dưng Millie và Nina cũng đến đây. Hai người đến đây là ủy thác của hội mạo hiểm đến giúp. Mấy người sẽ đợi đội quân của cửa lau đến rồi xuất phát nhưng Cain muốn nắm tình hình càng sớm càng tốt. Cậu đã vào trong rừng triệu hồi Jin và Hakuza. Cậu sử dụng cảm nhận ma lực thì thấy ở đây có một kẻ đang quan sát mình. Nhưng giết đám quái vật xung quanh không ai có cảm giác như vậy. Cậu liền triệu hồi Seto ra để hỏi anh ta. Seto quan sát thì thấy có kẻ rất mạnh đang ẩn mình quan sát. Hơn nữa quái vật ở đây cũng nhiều bất thường. Seto đã triệu hồi ra thân cận của mình kẻ rất giỏi điều tra. Ông ta là Dama, vừa thấy Cain liền quỳ xuống lại cậu bắt đầu tiến hành điều tra, ông đã tạo ra một cái hố. Bên dưới đầy những con bọ lúc nhúc, chúng đã phát tán ra xung quanh. Bất ngờ rất nhiều con rồng đỏ xuất hiện, Kai liền lao đến chém đầu hết bọn chúng. Cậu quyết định về thị trấn báo tin cho mọi người. Mấy người giật mình vì đây đều là quái vật cấp thiên tai ở trong rừng lúc này. Đa Ma đang điều tra thì kẻ bí ẩn kia đã đe dọa họ đừng có tìm hiểu thêm nữa. Tên Azon đang điều khiển đám quái vật để quan sát. Seto giật mình khi thấy phía trước đầy dày quái vầy, chúng đã bắt đầu bùng phát. Seto liền dịch chuyển đến thông báo cho Cain đám quái vật đã tràn lan. Cậu bảo mọi người hãy ảo lại cố thủ thành phố, cậu sẽ cùng Seto vào rừng. Lúc này Tifana cũng đã cưỡi ngựa đến để giúp. Seto đã bảo cậu đến đối phó với tên đầu sỏ, anh sẽ lo liệu chỗ này. Mọi người cũng đã quyết định vào rừng vì Cain đang một mình chiến đấu ở đó. Seto đã triệu hồi ra các trung thành tứ đại thiên tướng đến. Họ liền ngơ ngác trước cảnh tượng bùng phát trước mắt. Cả thần tướng huyền thoại Dama ở đây để giúp đỡ người ký khế ước với Seto. Họ đã bay ra ngoài để chiến đấu, trên đường Cain lao đến tên Azon, thì cậu liên tục dùng lốc xoáy lửa giết đám quái vật. Một luồng lốc xoáy màu tím lao đến may cậu phản đòn kịp. Cain đã nhận ra tên đó là nguyên thần trò chơi Azon. Khi hắn hà hơi độc đến thì đám quái vật liên tục được tạo ra. Hắn đang rất muốn tạo thêm nhiều quái vật nữa để tiêu diệt con người. Cờ lao cùng mọi người đã đến khu rừng. Họ đều ngỡ ngàng khi thấy phía trước ma vương cùng những thuộc hạ có thể bay chiến đấu. Họ liền lao ra để giúp đỡ. Tên Adon đã nói nhìn đôi mắt của cậu giống hệt đôi mắt những người đã phong ấn hắn. Mối thù giết cha mẹ Cain buộc phải trả, tên Azon đã phóng lửa đến. Cain vừa né được quay lại nhìn thì thấy đám quái vật đều đã bị nướng chín. Khi hắn tấn công lần nữa Cain đã né lui rồi dùng lốc xoáy lửa tấn công. Ngọn lửa liền bao trùm lấy tên Azon cậu cứ nghĩ đã thành công. Nhưng dù hắn chỉ mới hồi phục một phần sức lực, nhưng những đòn tấn công mùi đốt này chẳng thấm vào đâu. Mọi người đang rất hoang mang không biết phải đánh đến bao giờ vì số lượng chúng vô cùng nhiều. Cain vẫn đang bị tên Azon bám theo phía sau cậu đã triệu hồi ra Haku và Jin giúp đỡ, thấy hai bọn chúng cử né mãi. Làm Azon tức giận quật đuôi một cái đa làm Haku gục ngã. Hắn lại dùng lửa tấn công đến, ở phía sau Nina cũng đã cạn kiệt ma lực. Cờ lau bảo Mili hãy dẫn mấy người trở về thành. Chỉ cần một mình anh hy sinh là được rồi, hai con quái vật đã chặn hai người lại. Trong tình thế nguy hiểm Tifana đã bắn tên giết một con. Cô nhảy đến chém nốt con con lại, quân tiếp viện đã đến. Thành cũng đã được bảo vệ kiên cố, khi ngọn lửa lao đến Gin đã lấy thân thể mình chặn lại. Kain cũng đã lao đến, cậu chỉ muốn nhìn thấy những người thân của mình được mình cười. Sau đó cơ thể cậu liền phát sáng làm tên Azon hoang mang. Hai luồng sức mạnh liền va chạm vào nhau, nhưng tên Azon đã bị Cain lấn át. Luồng sáng được phóng thẳng lên trời, trong khi cậu đang cố dồn thêm ma lực thì Haku và Jin đã ngăn cậu lại. Seto và Dama đã dịch chuyển đến bảo cậu nhìn phía trước. Mắt đất đã nóng chảy thành dung nham, tên Azon đã bị cậu tiêu diệt sau chiều đó. Đám quái vật sau khi lấy lại ý thức thì lập tức quay về rừng. Kain cùng mọi người ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Seto và Dama cảm thán cậu đúng là sứ đồ tốt mà rời đi. Sau đó cậu bị đức vua hỏi đã làm gì mà lại xuất hiện luồng sáng mạnh như vậy. Thậm chí những người dân cứ nghĩ đó là thần linh giáng thế mà quỳ lại. Thì ra Acein đã không kiềm được mà giải phóng sức mạnh đế vương. Đức vua định sẽ để cậu và Lete cưới nhau rồi nhường ngôi thì bị ERIC và thủ tướng ngăn lại. Ông quyết định ban lãnh địa cho cậu, nói là làm hôm sau Cain đã được phong danh hiệu hầu tước. Cùng với lãnh địa vùng Jinle, Cain cũng chấp nhận đợt an thưởng này. Nhưng khi cậu nói cho mọi người thì ai nấy buồn cho cậu. Vì ở vùng đất Jinle chức quyền của hội mạo hiểm rất cao, những quý tộc được phái đến đó đều hoảng sợ bỏ chạy hết. Lette định đi nói với cha thay đổi quyết định thì bị Cain ngăn lại. Cậu rất hứng thú muốn đến vùng đất của hội mạo hiểm giả này. Vài ngày sau Cain đã đến được đây, binh lính gác cổng vừa biết cậu hạng A liền giật mình mời vào. Sau đó cậu phải tham gia bữa tiệc chào người mới ở đây. Đó là một mình đánh nhau với đánh mạo hiểm cậu cũng cẩn thận tiếp đón đánh chúng ra bã, sau đó ở một quán ăn bình dân. Vì thấy hai tên phía sau dám đánh cô gái phục vụ cậu đã đánh chúng bay ra ngoài. Đúng lúc bị binh lính bắt gặp nên đã bắt lại. Khi Cain đang ngồi ám chuyện với Siêu và Lette thì Sê Tô liền dịch chuyển đến cầu cứu. Thì ra vợ anh đã phát hiện ra anh lăng nhăng bên ngoài đang vô cùng đáng sợ. Lúc này Le Pha vợ của Sê Tô đã đuổi đến. Cô hỏi Cain việc làm của chồng mình có đúng không? Cain liền bảo không thể tha thứ vì anh có người vợ đẹp như vậy còn lăng nhăng. Cậu cũng đã bị cô cảnh báo rằng sau này nếu như dám hàn bội hai cô gái ở đây thì sẽ biết tay cô. Sau đó Cain còn náo loạn đánh bại đám hội hắc ám, rồi còn tự mình xây nên một dinh thự còn vip hơn cả đức vua khiến ông cũng bó tay.